Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin giá cả thị trường của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương. Trước hết là thông tin về giá vàng. Xung đột ở Trung Đông thúc đẩy nhu cầu vàng thế giới tăng cao. Khoảng 1 giờ 48 phút ngày 19 tháng 10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1% lên 1.950,67 đô la một ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 1 tháng 8. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 1,7% lên 1.968,3 đô la một ounce. Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 19 tháng 10, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh ở mức là 69,65 đến 70,35 triệu đồng một lượng giá mua vào và bán ra. Rạng sáng 19 tháng 10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tăng 3 đồng, hiện ở mức 24.096 đồng. Sau đây là tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay. Tỷ giá đô la tại các ngân hàng thương mại sáng nay như sau. Tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank 24.320 đồng đến 24.690 đồng. Tỷ giá đô la tại Vietinbank 24.355 đồng đến 24.775 đồng. Tỷ giá đô la tại BIDV 24.415 đồng đến 24.715 đồng. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành địa phương đánh giá nhu cầu, khả năng đáp ứng của thị trường trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới, chủ động nguồn hàng, tránh tình trạng khan hàng, sốt giá. Các bộ, ngành địa phương chủ động thực hiện quản lý nhà nước các mặt hàng theo thẩm quyền, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp. Thực hiện đánh giá nhu cầu, khả năng đáp ứng của thị trường, chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng để có giải pháp sản xuất dự trữ, điều tiết hàng hóa phù hợp, bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá cả thị trường phục vụ dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhất là đối với mặt hàng quan trọng thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu có nhu cầu tăng cao vào dịp cuối năm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ găm hàng và tăng giá bất hợp lý. Thưa quý vị, cùng với giá gạo xuất khẩu, giá lúa gạo trong nước tiếp tục leo thang. Gạo 5% tấm Việt Nam đang có giá cao hơn 42 đô la, tương đương 7% so với hàng Thái và 60 đô la, tương đương 10,7% so với hàng Pakistan. Cùng với giá xuất khẩu, giá lúa gạo trong nước tiếp tục leo thang. Trong đó, tại miền Bắc, giá lúa tăng cao chưa từng có. Hiện giống lúa Nhật J02 với giá bán là 8.500 đến 9.000 đồng một ký lúa tươi, tương đương lúa khô là 13.000 đến 14.000 đồng một ký. Còn lúa khang dân, chất lượng thấp, trước đây chỉ khoảng 7.000 đồng một ký, nay tăng lên 9.000 đồng. Ở miền Nam, giá lúa tại ruộng tăng thêm gần 400 đồng một ký, lên 8.200 đồng so với tháng 9. Gạo xác trắng loại 1 lên 14.800 đồng, tăng 450 đồng so với tháng trước. 9 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã phát hiện 131 vụ nhập lậu sản phẩm động vật, gà sống vào Việt Nam, tăng 14,5 lần so với năm 2022. Cụ thể, gần 160.000 động vật, gần 44.000 quả trứng gia cầm, hơn 116.000 kg sản phẩm động vật đã bị thu giữ. Theo ước tính của Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam, lượng gà sống nhập tiểu ngạch, nhập lậu qua biên giới lên tới 200.000 đến 250.000 tấn một năm. Mỗi tháng có hàng chục ngàn tấn gà thải loại được nhập lậu qua biên giới vào nước ta. Đến đây, bản tin giá cả xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.